Quý khán giả đang theo dõi bản tin Vì Người Tiêu Dùng ngày 25 tháng 6 của Đài Phát Thanh Truyền hình Hậu Giang. Ngay bây giờ mời quý vị điểm qua những nội dung chính ngày hôm nay. Giật mình với nguyên liệu pha trà sữa giá rẻ chỉ 3.000 đồng một lít. Heo sống nhập khẩu từ Thái Lan nghi có chất cấm, Cục Thú Y lên tiếng. Tiền điện tăng vọt, nhiều người đổ xô mua thiết bị tiết kiệm điện. Trà sữa là thức uống được nhiều người yêu thích, thế nhưng xung quanh món uống này còn có rất là nhiều tranh cãi về giá trị dinh dưỡng cũng như là những nguyên liệu làm nên nó có đảm bảo hay là không. Khi mà thị trường mỗi nơi một giá, có nơi thì trà sữa chỉ vài ngàn nhưng mà có chỗ lại bán gần 60.000 đồng một ly. Và gần đây trà sữa lại dậy sóng khi mà trên các diễn đàn chợ mạng, ngoài những chai trà sữa, trà thái pha sẵn gắn mác nhà làm thì nguyên liệu để pha thứ đồ uống giải nhiệt này cũng đang được rao bán tràn lan với giá rẻ giật mình. Trên các trang mạng xã hội có rất nhiều tài khoản rao bán set nguyên liệu pha trà sữa với giá cực rẻ, chỉ từ 10.000 đến 20.000 đồng một set. Chủ buôn cũng tiết lộ thêm mỗi set pha đặt được từ 1 đến 2 lít. Nhưng nếu pha loãng ra thêm đường thì có thể được 3 đến 4 lít và hàng để cả năm không hỏng. Khi thắc mắc về chất lượng sản phẩm, người bán đều khẳng định hàng chuẩn Đài Loan, Thái Lan. Tuy nhiên, theo quan sát, tất cả đều không có nhãn mác, hạn sử dụng, tên cơ sở sản xuất theo quy định. Thậm chí khi thử mua về pha, hạt trân châu sau khi đổ vào trà sữa có hiện tượng chảy nước không dai, ngon như bình thường và có mùi lạ. Được rao bán là nguyên liệu nấu trà sữa chuẩn như ngoài nhà hàng, giá lại rẻ, chỉ mất khoảng 10 phút là có thể uống, nên mặt hàng này đang thu hút rất là nhiều người tiêu dùng. Tuy nhiên vẫn có không ít người đặt ra câu hỏi là liệu thứ nguyên liệu siêu rẻ này có thực sự đảm bảo chất lượng. Thực tế mới đây, ngày 20 tháng 5, lực lượng chức năng tại Hà Nội đã thu giữ hơn 1 tấn nguyên liệu làm trà sữa được nhập lậu từ Trung Quốc và chuẩn bị đưa tới các cửa hàng nhỏ lẻ để tiêu thụ. Trong số các mặt hàng bị thu giữ, có nhiều loại được sản xuất tại nước ngoài, tuy nhiên chủ kho lại không xuất trình được hóa đơn chứng từ hay giấy tờ kiểm định chất lượng. Trước đó, vào tháng 8 năm 2019, Công an Lạng Sơn đã thu giữ 116 ký nguyên liệu chè trân châu không rõ nguồn gốc. Những vụ bắt giữ của cơ quan công an gần đây cho thấy tình trạng sử dụng nguyên liệu trà sữa nhập lậu để pha chế đồ uống vẫn tiếp diễn trên thị trường hiện nay. Các chuyên gia y tế cũng từng cảnh báo, nguyên liệu chế biến trà sữa rất quan trọng. Nếu không rõ nguồn gốc thì rất ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Không ít người kinh doanh trà sữa tìm cách để tối đa hóa lợi nhuận, kể cả phân phối kinh doanh nguyên liệu nhập lậu kém chất lượng. Do đó mà khi chọn mua nguyên liệu chế biến hay là thức uống giải nhiệt trong những ngày trời nóng thì người tiêu dùng cần phải chú ý mua ở những điểm bán uy tín, vệ sinh sạch sẽ và sử dụng nguyên liệu an toàn. Thưa quý khán giả, do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, trong thời gian qua, việc nhập khẩu nguồn tôm bố mẹ để sản xuất giống rất ít, trong khi nhu cầu thả nuôi tăng cao. Do đó đây là thời cơ cho gian thương tuồn hàng kém chất lượng ra thị trường. Chỉ trong vòng 3 ngày, ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu đã phát hiện hàng trăm ngàn con tôm giống không có nguồn gốc xuất xứ. Số tôm giống này sau đó được lực lượng chức năng buộc phải tiêu hủy. Trong khoảng chưa đầy 2 giờ, lực lượng liên ngành tỉnh Bạc Liêu đã kiểm tra đột xuất 5 chiếc xe tải đang vận chuyển tôm giống qua địa bàn. Trong đó có 2 xe tải mang biển kiểm soát tỉnh Ninh Thuận chở tôm giống chưa qua kiểm dịch. Tại thời điểm kiểm tra, các tài xế và người áp tải hàng không xuất trình được các giấy tờ có liên quan đến số tôm giống. Chánh thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu cho rằng, trước đây không áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả nên hành vi vi phạm này vẫn tái diễn thường xuyên. Còn áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo Nghị định số 04 của Chính phủ sẽ là tiền đề để lực lượng kiểm tra dễ dàng xử lý trong việc áp dụng xử phạt vi phạm hành chính. Trong vòng một tháng qua, ngành chức năng trên cả nước đã liên tục phát hiện và bắt giữ nhiều vụ vận chuyển và tiêu thụ thực phẩm không nguồn gốc. Thực trạng này đã dóng lên nỗi lo về an toàn thực phẩm khi mà đối tượng vì lợi nhuận đã bất chấp sức khỏe của người tiêu dùng. Lực lượng quản lý thị trường Lào Cai vừa phát hiện kiểm tra và tạm giữ 2 lô hàng, gồm 690 hộp kẹo yogurt bon và 147 kg tỏi đen. Toàn bộ 2 lô hàng đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Chủ lô hàng là bà Nguyễn Thị Thanh Nga, địa chỉ phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, và bà Vũ Lệ Hằng, địa chỉ phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Đội quản lý thị trường đã tiến hành tạm giữ để xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 22 tháng 6, tại khu vực cửa sông Bắc Luân, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái,
Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và bắt giữ đò sắt do Bùi Văn Quân điều khiển chở 390 bao nội tạng đông lạnh đang trong quá trình phân hủy. Mỗi bao có trọng lượng khoảng 40kg, không có giấy tờ hợp lệ. Theo xác minh ban đầu, Quân khai nhận vận chuyển thuê số hàng cho một người Trung Hoa có tên A Sám từ Lục Lầm, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái đến cảng Trúc Sơn, Trung Quốc. Sau khi giao hàng, Quân sẽ được trả tiền công vận chuyển. Thưa quý khán giả, phải cách ly 45 ngày thì những lô heo sống nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam mới được đưa ra thị trường. Do đó mà có một số thông tin cho rằng là heo có chứa những chất cấm nên phải cách ly để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Để trấn an định và định hướng người tiêu dùng, Cục Thú y đã bác bỏ thông tin về việc heo Thái Lan nhập về có chất cấm và khẳng định tất cả những lô heo đều an toàn và không sử dụng thức ăn có chất cấm. Cục Thú y khẳng định heo sống nhập từ Thái Lan về đều có chứng nhận không sử dụng thức ăn có các chất cấm trong chăn nuôi theo quy định của Thái Lan và Việt Nam. Theo thỏa thuận về yêu cầu vệ sinh thú y đối với heo nhập khẩu từ Thái Lan vào Việt Nam, ngoài việc đáp ứng các yêu cầu về an toàn dịch bệnh, còn phải có nguồn gốc từ các trang trại được quản lý theo tiêu chuẩn của Thái Lan về thực hành nông nghiệp tốt và được cơ quan thú y có thẩm quyền của Thái Lan kiểm soát, chứng nhận không sử dụng thức ăn có các chất cấm trong chăn nuôi theo quy định của hai nước. Còn việc cách ly heo sống vào Việt Nam đó là theo quy định. Theo đó thì thịt heo nhập khẩu từ Thái Lan sẽ được nuôi ở khu cách ly kiểm dịch trong 5 ngày để lấy mẫu xét nghiệm. Nếu như kết quả âm tính với dịch tả heo châu Phi và các bệnh trên heo thì cơ quan thú y sẽ cấp chứng nhận đảm bảo điều kiện đưa đi giết mổ. Thịt heo đang là thực phẩm nhạy cảm bởi vì giá biến động liên tục, do đó mà để tăng cường kiểm soát vận chuyển heo, sản phẩm từ heo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát vận chuyển heo, sản phẩm từ heo nhập, xuất tỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển heo, sản phẩm từ heo không đảm bảo an toàn, làm lây nhiễm dịch bệnh. Phối hợp chặt chẽ lực lượng quản lý thị trường, tăng cường các biện pháp kiểm soát lưu thông, kịp thời xử lý, nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm động vật trái phép trên địa bàn tỉnh. Quý khán giả thân mến, thời gian gần đây, tình trạng tiền điện tăng cao đã làm cho nhiều người dân lo lắng. Do đó mà khi thị trường xuất hiện thiết bị có tính năng tiết kiệm điện thì ngay lập tức sản phẩm được săn đón. Trên thị trường, các sản phẩm này được quảng cáo là tiết kiệm 30% điện năng tiêu thụ và cách sử dụng cũng rất là đơn giản. Theo nhiều người nhẩm tính thì chỉ cần bỏ ra khoảng 300.000 đồng để mua sản phẩm mà tháng nào cũng có thể tiết kiệm được 30% tiền điện thì cũng rất là xứng đáng. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng thì nhiều người mới dở lẽ chất lượng thật sự của nó. Hiện nay, các thiết bị tiết kiệm điện đang được bán trên nhiều trang thương mại điện tử, mạng xã hội và cả cửa hàng với giá dao động từ 300.000 đồng đến cả triệu đồng. Đặc điểm chung của những sản phẩm này là nhỏ gọn, cầm vừa trong lòng bàn tay. Cấu tạo bên ngoài được thiết kế như một chiếc hộp nhỏ bằng nhựa, có đèn báo sáng. Để lấy lòng tin của khách hàng, người bán thường quay video clip cắm thiết bị tiêu thụ điện năng vào ổ, sau đó sử dụng thêm sản phẩm được quảng cáo. Điện năng tiêu thụ hiển thị trên thiết bị đo sẽ lập tức giảm xuống chỉ còn một nửa. Tuy nhiên, thực tế, đây chỉ là chiêu trò với thủ thuật riêng. Chỉ với chiêu trò cắm song song hai thiết bị điện vào chung một nguồn điện, khi cắm máy tiết kiệm điện vào, đồng thời người khác nhanh chóng rút một thiết bị tiêu thụ điện ra. Đương nhiên, hình ảnh không có trong clip mà chỉ có cảnh quay dòng điện tiêu thụ giảm một nửa. Và chia sẻ thực tế từ những khách hàng mua và sử dụng sản phẩm, sau một thời gian sử dụng thì không có việc điện năng tiêu thụ giảm đi. Nhiều người đã gọi điện cho bên bán hàng thì họ không nhận trách nhiệm, không giải quyết hay là hoàn lại tiền. Trang thông tin điện tử của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cũng từng cảnh báo người dân về các sản phẩm tiết kiệm điện này. Thực tế, không có sản phẩm nào chỉ cần cắm vào hệ thống điện trong gia đình lại có thể giảm tới 30-40% tổng điện năng tiêu thụ. Ông Đặng Trần Chuyên, Trung tâm Điện tử Viễn thông, Viện Nghiên cứu Điện tử cho biết, có thiết bị dùng để hỗ trợ giảm điện năng tiêu thụ nhưng mức giảm chỉ 1-5% trong điều kiện tối ưu, áp dụng các thiết bị có công suất nhỏ như quạt thường không có điều khiển.
Các thiết bị tiết kiệm điện trên thị trường được bán với giá từ vài trăm ngàn, cấu tạo đơn giản, không thể giúp giảm lượng điện năng tiêu thụ nhiều như quảng cáo. Nên thay vì tin tưởng những sản phẩm tiết kiệm điện chưa được xác minh công dụng, người dân nên áp dụng các biện pháp tiết giảm điện năng tiêu thụ trong gia đình. Những chiêu trò gian lận lừa dối người tiêu dùng như vậy không chỉ dưới hình thức thiết bị tiết kiệm điện mà còn núp bóng nhiều loại sản phẩm khác. Bởi vậy, người tiêu dùng cần phải cẩn trọng trước những thông tin quảng cáo qua Mỹ không có căn cứ của người bán. Và những thông tin này cũng đã kết thúc thời gian dành cho bản tin ngày hôm nay. Ngọc Như xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.